Con này chim rào rừng lên anh em nhé. Móng bộ siêu đẹp luôn, giọng hay lắm. Con này thuần được tầm 85% đến 90%. Có hót múa xòe đẹp anh em nhé, có chấm mơ ở gáy. Hàng mới về nên mình quay tầm chiều tối này, tầm này chim nó cũng đi ngủ ở nơi rồi. Hót như này là quá ok anh em nhé. Anh em cứ xem, anh em nào hợp nhãn thì alo cho em. Facebook Khánh Chơi Than, Facebook Chơi Than Nấm Thuốc, Facebook Khánh Nguyên, em ba Facebook này nhé. Còn YouTube là Khánh Thúc một cái. Em đăng trên cái nào vẫn là anh em theo dõi là biết.